Chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc và trên tay của mình đây là một chiếc pin dự phòng. Đây là một cái pin dự phòng nhé. Và pin này tạo là pin sạc không dây và sạc không dây có từ tính sẽ dính chặt vào cái chúng ta, sẽ dính chặt điện thoại chúng ta. Vì mình đang dùng cái điện thoại để quay các bạn rồi nên là mình không để chứng minh nó là dính chặt của các bạn. Mà có pin này thì nó là 500 mAh nhé. Có pin này là 500 mAh, cái này quay như thế nào thì là được. Thì khi bạn tháo một quả pin này ra thì nó sẽ có cái quả pin bên trong như thế này. Cái con quả pin bên trong như này này, đây, 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 pin này, nhé, nó có cái pin ở đây, và khi ấy nó sẽ dính chặt vào điện thoại, nó sẽ dính chặt điện thoại. Đây, đây là túi bảo vệ của nó, mà nó chỉ có như thế này thôi, nó không có dây sạc kèm theo nhé, không có dây sạc kèm theo, nó chỉ có hộp không như này thôi, đây hộp không nhỏ này, không có dây sạc kèm theo nhé, và nó vuông như thế này. Thì cái sạc này là mình bán trên toàn quốc với giá là 299.000 nhé, 299.000 Made in China nhé, 299.000 miễn phí ship cho toàn quốc nha các bạn nhé. Chẳng hạn tôi nói là vừa là gọn gàng này, cầm vừa tay này, và nó cũng rất là đàng tay chứ không phải là quá nhẹ. Mình sẽ đi một cái máy điện thoại của mẹ mình để thử cho các bạn nhé. Nó bán hàng thì từ trước mẹ quảng cáo là một chuyện, nhưng mà bán thì phải bán thật thôi nha. Đây là chiếc điện thoại của mẹ mình này, và bây giờ mình sẽ đặt con pin vào nhé. Đó, nó báo sạc này, nó báo sạc này, báo sạc này. Cái ốp này to quá. Đây là chiếc XR của mẹ mình. Thì chiếc XR cảm giác như là nó không có dính mấy. Nhưng mà chiếc iPhone 12, iPhone 13 nhá, 11 thì sẽ dính, cái XR này thì không có dính mấy. Nó cũng dính nhưng mà cảm giác nó dính rất là nhẹ thôi, nó dính ít, nó không có dính chặt. Thì đấy là mình chia sẻ với các bạn như vậy nhé. Nó sạc không dây, nó đang sạc này. Nó sạc này. Khi các bạn muốn kiểm tra pin nhé, các bạn kiểm tra nó hiện báo đỏ này là pin của bạn hơi yếu nhé. Và bên cạnh đấy nó không cái tem bảo hành nhé. Các bạn nào mua đấy thì bóc tem cùng với lại shipper nhé, sau đó các bạn dùng thử. Mà nếu như mà nó không sạc được như thế này thì các bạn có thể gửi trả nhé, các bạn có thể liên hệ là gửi trả. Nhưng mà chẳng ra thì có pin nó lỗi đâu, nói chung thì làm thì tôi muốn chia sẻ các bạn để các bạn yên tâm nhất là hàng tất cả đều có thể gửi trả được hết. Thứ nhất đi, thứ hai là khi mà các bạn nhìn thấy cái đèn pin này nó có đỏ nhé, cái đèn này nó sáng cam lên có nghĩa là nó yếu pin nhé, nó yếu pin thì các bạn sạc pin rồi nhé. Nó sáng cam thì nó yếu pin, khi yếu pin nó sẽ tự động sáng cam, các bạn sẽ nhìn thấy thôi. Các bạn đặt ra đặt vào này thì nó sẽ tự động sạc cam lên này. Thì các bạn nhìn thấy thế này thì các bạn sạc có pin nhiều nhé, và sáng xanh nhà đầy nhé. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong tất cả video tiếp theo. Tôi cũng mong là các bạn sẽ ủng hộ mua của pin này được nhé. Ở đây không có iPhone 11, 12 này trở lên thì mình không có thể thử được. Nhưng mà đi giờ thì nó hút rất là nhẹ lắm, như là từ tính nó rất là yếu. Mong là nhưng mà các bạn xem cái video TikTok, cái video short của mình thì các bạn sẽ hiểu được cái sức mạnh của nó. Tôi hẹn gặp lại các bạn trong tất cả video tiếp theo. Goodbye.